Có một câu hỏi dễ thường gặp ở những bạn mới tìm hiểu WordPress, đó là tại sao có một số cái theme khi mà bạn cài vào, cái phông chữ của nó không hiển thị được tiếng Việt. Cái này lỗi không phải ở theme, mà chỉ là cái phông chữ của họ đang sử dụng trên theme nó không hoạt động với tiếng Việt. Tại vì tiếng Việt nó sử dụng một số cái kiểu chữ, một số cái mã chữ nó khác, và nó còn có dấu này nọ nữa, cho nên là nhiều kiểu phông nó không hỗ trợ. Thành ra lúc đó nó sẽ bị lỗi hay là bị lệch. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa lại cái phông chữ trong website thành cái file chuẩn cho tiếng Việt. Bây giờ mình thử xem. Bạn có thể thấy là bây giờ cái phông chữ của mình ở đây nó không hiển thị đúng tiếng Việt. Cái chữ, cái dấu hỏi nó không ra dấu hỏi, dấu nặng thì không thấy dấu nặng, chữ ớ thì không thấy cái mũ, nó rất là kỳ cục. Kéo xuống dưới nữa, đây, đây, gặp cái chữ nào tiếng Việt là nó lại bị đổi ra, chữ D thì nó đổi thành cái phông khác, những cái chữ có dấu thì đổi thành phông khác, rất là ngộ. Vì đổi như thế nào, làm sao mà để chúng ta biết được, mà để chúng ta đổi nó, để đổi nó chúng ta sẽ sử dụng Shift đấy để mà đổi. Hay nói cách khác, ở đây là chúng ta sẽ thay đổi lại một số cái tên phông chữ ở trong cái theme này thôi. Thì ở đây mình khuyến khích các bạn nên xem qua CSS là gì ha. Rồi, để bắt đầu đổi thì đầu tiên mình sẽ dùng cái trình duyệt Google Chrome, và mình vào website cần đổi, mình ấn vào cái mà bạn để con chuột ngay chỗ cái chữ cần đổi, tức là bạn để con chuột ngay chỗ cái chữ mà nó bị lỗi phông á, ấn chuột phải, chọn Inspect Element. Lúc này cái phần element nó sẽ hiển thị ra, và bạn nhìn bên tay phải, bạn kéo từ 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 trên xuống dưới, kéo từ từ thôi. Bạn kéo cho đến khi bạn gặp cái thuộc tính tên là Font Family, thuộc tính này, và đây là cái tên phông chữ. Nhìn cái tên phông chữ này là chúng ta biết rằng cái phông chữ này không hỗ trợ được tiếng Việt. Phông này rất lạ đúng không? Như vậy thì để xem chúng ta đổi nó có hoạt động hay không, bây giờ bạn thử đánh vào cái dấu mà bỏ đi, cái phông chữ trong website nó có đổi hay không. Nếu mà bạn bỏ đi mà nó có đổi thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần đổi ha. Rồi, để kiểm tra thử xem chúng ta có đổi đúng hay không, bây giờ bạn để chuột vào cái tên của phông chữ, bấm vào, sau đó các bạn gõ Helvetica phẩy Orion phẩy Sans Serif. Nghĩa là sao? Đây là những cái phông chữ mà nó hỗ trợ tiếng Việt. Thứ nhất là phông Helvetica. Cái phông này thì ở những cái máy tính nó sử dụng Mac thì nó sẽ có cái phông này. Phông Helvetica cũng là phông chữ không có chân, có hỗ trợ tiếng Việt. Nếu mà máy đó không có phông Helvetica, nó sẽ sử dụng cái phông Orion. Cái phông này là phông rất là lâu đời rồi. Phông này có hỗ trợ tiếng Việt. Mà nếu mà máy các bạn không có phông Orion, cái trường hợp này rất là hiếm, thì nó sẽ lấy một cái phông bất kỳ nào đó của loại không chân trong máy tính các bạn có hỗ trợ. Nói chung là khi bạn đổi như thế này thì chắc chắn là chữ của bạn nó sẽ hiển thị tốt tiếng Việt rồi. Thì bây giờ bạn xem, khi mà chúng ta đổi xong thì chúng ta sẽ thấy những cái chữ tiếng Việt này nó rất là đẹp, nó đổi là thành chữ đúng chuẩn tiếng Việt. Đây, đẹp không? Đó, bây giờ bạn đã thay đổi được xong cái kiểu chữ rồi. Nhưng mà chúng ta đổi ở đây, chúng ta chỉ đổi xem thử mà thôi, chúng ta chưa đổi trong file CSS. Bây giờ bạn ra chuột vào cái phần tên file, chọn chuột phải, ấn vào cái này thì nó sẽ hiển thị ra cái tên file mà chúng ta cần đổi. Đây là file style.css trong thư mục theme, đúng không? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ vào file style.css này và chúng ta đổi. Bạn nhìn thấy là trên đây là đây là cái vùng tròn mà chúng ta cần đổi ha. Bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta copy lại và chúng ta vào phần appearance editor, đây là sửa những cái file trong theme. Khi mà mở ra thì nó sẽ tự mở lên cái file style.css của bạn. Bây giờ bạn ấn Ctrl F hoặc là Command F và dán cái chữ mà chúng ta cần tìm. Khi mà dán vào thì có thể là nó tìm không ra, nhưng mà nếu mà bạn nó tìm không ra thì bạn bỏ bớt đi, để là một cái thì nó sẽ ra. Bạn thấy bây giờ chúng ta chưa thấy cái phông family nằm đâu hết, thì chúng ta cứ tìm từ từ. Thì nó nằm ở đây, bạn thấy không? Nó nằm đây là cái chúng ta cần đổi. Bây giờ việc của chúng ta là chỉ cần sửa lại cái chỗ này thôi, sửa thành Helvetica Orion Sans Serif. Trường hợp nếu mà bạn muốn sử dụng phông có chân, tức là cái phông dạng này, bạn xem cái phông có chân ha. Cambria series. Đây là cái phông có, đây là cái phông có chân. Nếu các bạn muốn sử dụng phông có chân thì chọn thì viết như thế này, còn phông không chân thì viết như thế này. Mình thích phông không chân hơn. Bây giờ mình sau khi đổi xong ấn update file, sau đó các bạn F5 lại coi nó có đổi chưa. Thì lúc này cái phông chữ của chúng ta đã nó đổi rồi. Rất là đơn giản, cái đúng không mà. Đổi phông chữ không là khó như nhiều bạn tưởng đâu. Chỉ là một vài bước như vậy thôi. Và mình hy vọng rằng với video ngắn này bạn sẽ biết cách xử lý khi mà gặp những cái theme nó không hỗ trợ tiếng Việt. Chúc các bạn may mắn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem qua cách mà tạo một cái sitemap XML mà đưa nó lên Google như thế nào. Trước tiên mình xin giải thích về khái niệm sitemap cho những ai chưa biết. Sitemap nghĩa là một cái cấu trúc website. Nó sẽ là ghi lại những cái đường dẫn trên website. Nhưng mà một cái sitemap để mà các bạn có thể đưa lên Google là dạng sitemap với định dạng XML. Tức là cái sitemap này nó có đưa là XML để mà cho bot tìm kiếm nó đọc. Ngắn gọn vậy thôi, còn hiểu thêm thì bạn có thể lên Google hiểu thêm. Để tạo sitemap XML cho WordPress thì mình sẽ cần cài một plugin tên là Google XML Sitemap. Bây giờ để cài plugin thì bạn vào plugins add new. Sau đó gõ XML Google Sitemap. Google XML Sitemap. Nhớ có cái chữ S ha. Khi bạn gõ thì bạn nhìn kỹ cái tên là Google XML Sitemap và phiên bản là 3.4. Bạn nhớ kỹ thông tin này ha. Và sau đó bạn ấn nút Install Now. Ok, để tiến hành cài đặt. Sau khi tiến hành cài đặt, kích hoạt plugin như bình thường. Và sau khi kích hoạt xong, bạn vào Setting, chọn XML Sitemap. Ở đây là nó cái trang tùy chọn của bạn, bạn có thể tùy chọn lại cái sitemap của bạn. Nhưng ở đây mình sẽ khuyên các bạn không nên sửa gì. Và khi các bạn cài đặt xong, sitemap của bạn chưa được tạo ra. Như vậy thì để tạo ra bạn có hai cách. Một là viết một bài mới, lúc đó sitemap nó sẽ tự tạo ra. Hai là bạn ấn vào cái nút này để mình nó tự tạo. Bây giờ mình ấn vào cho nó tạo ha. Sau khi ấn vào, bạn xem, bạn nhấp vào đây thì nó sẽ ra cái sitemap. Đây là cái sitemap. Cái sitemap này là nó chứa những cái link ở trên cái website của bạn, như là mình có những cái page nào, bài viết nào, nó sẽ liệt kê ra hết ha. Nếu mà bạn muốn đưa category vào thì kéo xuống chọn include category hoặc là include tag nếu bạn muốn. Và cái sitemap này mỗi khi bạn có bài viết mới thì nó đều cập nhật ha, cho nên là bạn không cần phải cập nhật bằng tay, nó sẽ tự cập nhật cho bạn. Cái việc của bạn là bây giờ chỉ cần mang cái sitemap này đưa lên Google thông qua dịch vụ, thông qua công cụ Google Webmaster Tools. Thì để vào trang đó các bạn gõ địa chỉ google.com.vn gì đó suite webmaster. Sau đó bạn đăng nhập vào. Ở đây nó sẽ ra danh sách những website của bạn đang có, hoặc là nếu bạn chưa có gì thì nó sẽ không có gì. Để thêm một website, bạn ấn vào thêm trang web, cái nút màu đỏ bên tay phải. Sau đó gõ trên website bạn cần đưa lên, ví dụ video học wordpress.com suyệt demo. Sau đó ấn tiếp tục. Sau khi thêm xong, họ sẽ cần bạn xác nhận website. Để xác nhận, bạn có nhiều cách. Như đây, mình khuyến khích cách bạn tải tập tin HTML lên host, để mà khi mà bạn có chuyển host hay là đổi giao diện thì nó vẫn còn. Còn khi mà bạn dùng cái phương thức khác thì khi bạn đổi giao diện thì có thể là nó sẽ bị mất ha. Cho nên mình sẽ khuyến khích các bạn là sử dụng phương thức này. Thì để sử dụng nó, bạn ấn vào đây để tải cái tập tin HTML xuống ấy. Sau đó mở FileZilla lên, kết nối vào host như bình thường ha. Và cách nhanh gọi lại là giờ bạn chỉ cập vào cái thư mục WordPress của bạn, tức là cái thư mục chứa cái WordPress của bạn đó. Sau đó bạn đưa cái file này vô, đưa vào thì nó sẽ tự upload cho bạn, rất là nhanh gọn lẹ. Thì bây giờ bạn thấy là bây giờ mình ấn refresh, thì sau khi refresh xong bạn có thể thấy là mình đã có cái file HTML của Google trên host. Tức là bây giờ chúng ta có thể xác minh. Các bạn ấn vào nút xác minh màu đỏ thì nó đã chúc mừng mà mình đã xác minh thành công. Bạn ấn tiếp tục. Sau đó bạn ấn vào nút gửi sơ đồ trang web và chọn thêm kiểm tra sơ đồ trang web. Rồi bạn gõ cái tên sitemap, là sitemap.xml ha. Bạn xem cái tên sitemap này XML thì bạn gõ sitemap.xml và sau đó ấn gửi sơ đồ trang web là xong. Thì đó là xong cái bước là bạn đã thêm sitemap vào Google. Thì bây giờ bạn coi, thì mỗi khi sau này bạn truy cập vào thì bạn sẽ xem nó đã gửi bao nhiêu cái liên kết website lên Google và bao nhiêu liên kết đã được index. Còn về cách sử dụng cái công cụ này thì bạn tham khảo trên Google ha. Cái đó nó thiên về SEO, mình không nói qua trong series này. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.